3 năm nữa. Cái này cơ quan đầu mở trở chung. Hai quay. Ủa vậy con học còn thắng không hay là đi về mẹ luôn rồi, sang dịch rồi. Học sinh hả? Ừ. Có con bầu vô. À, học sinh đi đuổi bài điên hả? Chị nói đi. Chị nghe cũng nói đó. Em đi chị ngồi em đứng cái bên chị nói. Chị mày sắp ra chi rồi đó. Và mặc cái đợt phạm tội là em tức nha. Bên anh Hải với em cái phòng hát mà là 24 giờ là em ba trái một tuần là công ty. Vậy đây bà. Nhẹ xíu mà là 1, 2, 3. Ta đẩy cái chơi đi 2, 3. Cái nó là mình phải mở ra nó không bị gấp. 1, 2, 3. Cái nó đùng là nó phải như vậy. 1, 2, 3. Dữ vậy mà. Đó là hết á. Có thể là thiệt rồi. Một cái thi dạng nó đi chuẩn bị bước đi. Không có dựa. Rồi tâm lên thì thấy đi. Căng đi không một. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tăng canh đi xong nha. 1, 2, 3. Đi xin lỗi. Đâu bây giờ là vậy nè. Em đều cho mày cái máy tính nên đều xin lỗi cái gì. Cái lừa trước cái quần ngủ của chị. Nhớ rồi đó pha. Để em đặt. Cái gì vậy? Con đi. Không. Mất chim rồi. Được sợ nữa được phụ. Hôm nay mình có gì em? Mai hả? Mai 12 giờ trưa. Anh lấy bán luôn hả? Góc là không có cái logo chuyện vô. Không, ý là bây giờ xin anh Eddie một post trên Instagram của anh Eddie để hot kìa. Yeah.